Chào các bạn quay lại với kênh YouTube của mình nha. Đây là cái hồ cộng đồng mà mình thả mấy em cá dĩa các bạn. Thì có hai em cá dĩa ở trong đàn á, nó bắt cặp và nó vừa đẻ trứng các bạn. Cho nên là mình quay lại cho các bạn xem. Tiện thể thì cũng tâm sự một chút về cá dĩa. Thì ngoài cá phượng hoàng ra thì mình cực kỳ là thích cá dĩa nha các bạn. Đơn giản là tại vì cá dĩa nó rất là đẹp. Và nhìn vào cái cách bơi của nó thôi là đã thấy cái thần thái của nó rồi. Nhiều người thì cứ bảo là nhìn tụi cá dĩa bơi như là coi phim Cô Dâu 8 tuổi vậy các bạn. Tại vì nó rất là chậm. Thì cũng đúng nhưng phải là sai. Nhưng mà mình thì mình lại thích cái sự ung dung tự tại, uyển chuyển của cái cách bơi của con cá dĩa. Nuôi cá đĩa thì cực nhất là cái khoản thay nước. Tại vì bạn càng chăm thay nước á, thì cá nó càng mau lớn mà nó lại càng khỏe các bạn. Mình thì mình bận đi làm cũng nhiều á. Mình làm IT, làm về công nghệ thông tin các bạn. Cho nên là ban ngày thì thường là mình đi làm hoài à. Chỉ có tối thì mình mới ở nhà. Mà hôm nào rảnh thì mình mới thay nước cho tụi cá dĩa. Còn bình thường thì mình cũng lười á, cũng không có thay được. Tại vì phần vì công việc cũng bận rộn. Nên là cá dĩa của mình nó cũng không được mập mạp mà đẹp như là cá dĩa của nhiều anh em khác đâu. Nhiều anh em khác nuôi rất là giỏi các bạn. Nhìn con cá dĩa nó căng phồng lên mà màu sắc nó đẹp, nhìn nó đã lắm các bạn. Các bạn lên nhiều diễn đàn đồ của Việt Nam coi á, thì rất là thích. Diễn đàn hoặc là Facebook đồ này nọ, các cái hội nhóm nuôi cá dĩa. Nếu bạn nào mà quan tâm và muốn tìm hiểu về cá dĩa thì có thể nhấn vào cái đường link mình đang gắn cái tag ở ngay phía trên bên phải video đang hiện lên trước mặt các bạn á, để coi video mình từng làm về cá dĩa nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một tí về cá dĩa đẻ nha các bạn. Thì cá dĩa đẻ thì thông thường là khoảng tầm 10 tháng tuổi từ lúc nó sinh ra. Nếu các bạn nuôi tốt thì nó sẽ bắt đầu bắt cặp và đẻ. Còn nếu mà các bạn nuôi trong điều kiện bình thường cũng không tốt lắm thì tầm 12 tháng tuổi thì nó sẽ bắt đầu đẻ. Khi nào mà tụi nó bắt đầu phát dục thì các bạn sẽ để ý thấy một số hiện tượng đặc biệt như là mắt của nó bắt đầu đỏ ngầu hơn bình thường luôn á. Rồi bắt đầu tụi nó rượt cắn nhau á. Bình thường á thì chỉ những con nào mà là trong một đàn cá dĩa, những con nào mà là đầu gấu á, là đại bàng trong hồ á, thì nó mới đi dĩ cắn các con cá khác thôi. Nhưng mà lúc mà tụi nó phát dục á là hầu như mấy con nào nó cũng sẽ giữ lên và nó dĩ nhau không theo một cái trật tự bình thường nữa các bạn. Và từng con hay là từng cái cặp cá nó sẽ cố gắng giành lấy một cái vùng lãnh thổ nào đó của nó để nó đẻ các bạn, để nó bắt cặp nó đẻ. Thường các bạn quan sát thấy mà hai con nào mà nó đuổi cắn rồi nó đuổi hết tất cả mấy con khác ra một góc hồ á, thì hai con đó là nó đang bắt cặp với nhau đó các bạn. Lúc mà nó sắp đẻ thì cái hiện tượng mà các bạn dễ nhận thấy nhất á, là con cá nó hay rùng mình lắm. Nó hay bơi bơi một chỗ xong rồi nó rùng mình lên á. Xong rồi nó lại dùng cái miệng của nó các bạn, nó cắn, nó làm sạch luôn cả cái vùng mà nó chuẩn bị đẻ. Nó cứ rỉa vô cái vùng đấy á, là cái dấu hiệu các bạn thường dễ thấy nhất. Với lại thỉnh thoảng cái con cá mái nó hay ướm ướm cái bộ phận sinh dục của nó, phần phía dưới bụng của nó lên cái chỗ mà nó sắp đẻ trứng á. Đó là mấy cái dấu hiệu mà các bạn nhìn thấy là con cá nó sắp đẻ đó, cái dĩa nó sắp đẻ. Như trên video các bạn đang thấy á, là tụi nó đẻ trứng lên một cái ống lọc của mình. Thì trước đó hai con này nó rỉa sạch bong cái chỗ cái ống lọc đó luôn các bạn. Tại vì hồ này là hồ cộng đồng mình nuôi chơi thôi á, cho nên là mình cũng không có ý định cho tụi nó đẻ. Cho nên mình cũng không có bố trí các cái chỗ để làm giá thể, để làm cái chỗ đẻ cho nó. Còn nếu bạn nào mà muốn nuôi cá dĩa đẻ thì các bạn nên mua cái loại giá thể đặc biệt dành cho cá dĩa. Nó có dạng hình trụ nhưng mà cái đầu trên nó hơi bo tròn vuốt nhọn nhọn lại các bạn, nên là cái bề mặt đẻ nó hơi nghiêng nghiêng á. Các bạn chú ý là lúc mà tụi nó sắp đẻ trứng hoặc tụi nó vừa đẻ trứng xong đang chăm trứng rồi á, thì nếu mà các bạn muốn nuôi đẻ thì các bạn hạn chế thay nước trong cái giai đoạn đó nha. Hồ này của mình là cái hồ cộng đồng. Mình nuôi rất là nhiều mấy con cá dĩa khác, rồi nuôi thần tiên, cầu vồng, rồi Congo, rồi tất cả. Cho nên là mình nghĩ là vài hôm nữa chắc là trứng nó sẽ bị tụi này nó ăn sạch thôi các bạn. Tại vì bọn cá khác thì nó như đĩa đói mà. Nó đang bơi xung quanh hầm lằng nha các bạn. Cho nên mình chỉ quay video chia sẻ vậy thôi cho các bạn thôi.
chứ còn mình cũng không có ý định nuôi đẻ tụi cá dĩa, tại thấy nó cực quá mà mình cũng đi làm suốt không có thời gian đó các bạn. Còn đây là video một ngày sau, một ngày sau trứng nó nở rồi nha mấy bạn. Vẫn chưa bị mấy cái tụi đĩa đói trong hồ nó ăn. Cho nên là mình tiếp tục quay lại cho các bạn coi. Thì lúc này mình đã thấy một vài con cá con nó bắt đầu nở rồi, nó bắt đầu quăng 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 ngay chỗ cái trứng rồi các bạn. Thì các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, mấy cái trứng mà màu trắng trắng á thì mới là mấy cái trứng bị hư nha các bạn, nó không có nở được đâu. Còn những cái nào nở được thì nó đã thành con cá con và bắt đầu nó ngoe ngoải rồi đó. Với lại lúc mà cá dĩa nó chăm trứng nó trong con á các bạn, thì có một điểm rất là thú vị, đó là cái con cá bố cá mẹ á, thì nó cứ bơi ngay chỗ trứng á, nó liên tục dùng miệng nó thổi 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 á, giống thổi oxy cho tụi cá con hoặc là cho trứng khỏi bị hư á các bạn. Nhìn với lại nó dùng vây nó quạt 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 nữa, các bạn nhìn thấy không, nhìn rất là dễ thương và rất là hay nha các bạn. Nếu mà thành công á thì tụi cá con tầm 1-2 ngày nữa thì nó sẽ bắt đầu nó bám lên người cá bố mẹ các bạn, xong rồi nó sẽ ăn chất nhầy tiết ra từ cơ thể cá bố mẹ để nó sống. Nếu mà nó mà không bám được lên trên cơ thể bố mẹ các bạn thì là cái con cá con đó nó sẽ chết nha các bạn, tại vì nó buộc phải ăn chất nhầy tiết ra từ cơ thể bố mẹ thì nó mới sống được. Rồi sau đó tầm 15 đến 18 ngày á, thì các bạn có thể tách cá con ra để nuôi riêng rồi vỗ béo để cho nó lớn. Thôi video mình chỉ chia sẻ đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video khác trên kênh YouTube của mình. Đừng quên bấm like và subscribe cho mình nha các đồng ngư.